Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Hôm nay em toàn quay review giới thiệu xe tại cửa hàng và có một số xe mới giao. Cái đó CRV mới đi giao rồi nha anh chị. CRV 2019 đó, bán về Hà Nội đang giao rồi. Đây là cái xe mới mua về nè, mấy xe mới mua về nè. Có anh em đi lấy dùm cho cái xe Tucson. Tucson này anh chị thích cái số tự động mà rẻ tiền thì mua cái xe này nha. Cái xe này giá nó cũng rẻ thôi, nó có 265 triệu anh chị. 209 xe nhập, số tự động luôn. Nhập nguyên chiếc. Anh chị nào mua em bán cho anh chị rẻ xe này, có cửa nóc luôn. Xe này nếu mà về mà em ưng ý thì nó không có cái giá này đâu. Giá này gần như là cái giá vốn của em luôn rồi anh chị. Tại vì một cái nó không ưng ý là sơn lại, nó sơn đổi màu này. Nó sơn đổi màu này. Mà sơn hồi xưa sơn trong hãng hay sao á, anh em thợ họ nhìn không ra. Họ đi mua về cho em mà nó thật sự em xe thì ok á, chất lượng thì em thấy chạy ngon lành trăm mấy chục ngàn cây đúng đồng hồ á. Tầm 260 mấy triệu thì mua vào là hợp lý. Bán ra là tầm 29 nhưng mà về cái xe nó sơn lại không ưng. Sơn nguyên con. Xưa nó màu đen, chủ đổi màu qua màu vàng. Đó, anh chị nhìn mấy cái mí đó là biết liền nè. Mấy cái mí nó che cái tem á, rờ vô cái tem nó có cái mí. Sơn lại không ưng. Anh chị nào mua thì em bán rẻ cho anh chị luôn nha. Xe này một chủ. Đó, về tự dọn tự trút, em bán bằng cái giá mà em mua vào luôn à. Lỗ tiền vận chuyển. Đó, 265 xe chạy 170 ngàn, vô lăng cần số nó còn đẹp. Nói chung cái dòng này nó bền lắm, nó nồi đồng cố đá thì bền, nó đồng nó tầm tiền á, số trọng mà Tucson máy 2 chấm thì giá này thì cũng ít có nha anh chị, giá này thì ít có, giá này là giá cũng chia sẻ với anh chị. Anh chị mà mua đi mà mua được cái giá của thợ đây này, sơn lại nên là mấy cái tem mấy ốc này. Sơn thì đẹp lắm, nói chung anh chị nhìn không biết là đó bà đảm chị luôn á. Thợ mà thợ non non nhìn không biết. Đây chính thợ đi mua cho em luôn á. Em mua thì đa phần em mua của khách chính chủ, nhưng mà cũng phải nhờ anh em thợ đi xem cho em đâu đi hết được từng tỉnh. Đó, họ sơn hết là trong luôn nè. Máy thì rin. Đó, máy thì rin anh chị. Máy rin. Cabo nè, keo chỉ nè. Đây chắc do phong thủy họ đổi màu. Anh chị ơi, mua thì em bán như vậy nha, chứ mua bán thì em cũng nói trước nên anh chị khỏi mất công hiểu lầm, sau này khỏi chắc. Defender 18-19 biển Đà Nẵng, xe đi 5 vạn. Xe này em bán dưới 500 nha, đặt xe số tự động bốn bữa mua này bán 415 số tự động anh chị nha, số tự động 415, giá nói chung cũng yêu thương cho anh chị luôn á. Em mua rẻ là em bán rẻ, nên là nhiều anh chị cứ hỏi sao có xe như là có một số anh cứ kêu là ủa sao cái Londo, như là cái Londo này, cái Londo, Londo đây, số tự động đây, em vừa đăng qua là em bán rồi đó, sáng nay là có người cọc rồi, cọc 10 triệu hôm nay số tự động, rồi sao bán có 410, sáng em bớt ảnh mấy triệu là 400 mấy, số tự động đẹp, mà xe số sàn bán xe số sàn bán 435 chiếc màu đỏ. Thì em nói thật sự anh chị, giá cả thì luôn luôn em cứ kể cả cái số sàn nha, nói về số sàn thì em cái số sàn đó em bán cũng đã rẻ hơn thị trường rồi, đó là em mua chính chủ người ta, em mua rẻ thì em bán rẻ thôi. Còn mà so sánh với tự động mà sao đắt hơn, thứ nhất là ở đời kia 2018, còn đây là này 2016 anh chị, này 2016, với lại cái xe này đúng lý ra thị trường nó cũng sẽ đắt hơn, nhiều chỗ đăng 450-460 thì em có thể bán như vậy em lời cũng, nếu bán 46 xe này em lời chắc cũng phải coi 60-70 á, 70 em không bán vậy được nha anh chị. Bán mà theo mình mua rẻ thì mình bán, mình nhường cơ hội đó lại cho người khác, mình bán rẻ được cái tiếng thơm cho cửa hàng, mà khách đó sau này họ đồn ra ghê lắm nha anh chị. Đi mà tự nhiên kêu tôi mua cái xe rẻ cho thì mua cửa hàng ở rẻ thì cái đó nó cái tiếng thơm nó ghê hơn là cái tiền bạc nha anh chị. Cái xe đó là không phải là em mua rẻ của khách, mà từ khách nói giá luôn. Anh đó anh đổi xe, không biết anh tham khảo đâu mà tự anh ra đòn trước luôn. Anh ra đòn là em không trả mua luôn. Em mua luôn thì em cứ cộng lên lời em 20-30 là em bán thôi. Cao nhất là 30 rồi, 20 là thơm rồi. Làm gì ra ngày 20-30 vậy anh chị? Thì đó là mình bán thôi. Đó, em cũng không có canh giá chứ gì, sau này anh nói em mới lên em coi em canh. Em canh thì em thấy đúng là cái loại đó cũng cao. Mà kệ nó. Mình bán có sao mình bán vậy cho nó nhanh cái rồi. Xe em cũng ra liên tục rồi.
Centos chưa bán video, chưa bán nha, mấy xe này là chưa bán hết. Thì có là cái Rondo khách cọc nè, Rondo khách cọc và cái đây CX5 đây khách cũng cọc rồi, giờ lấy nè, giờ ra thử thôi. Cái xe là 7.000 cây chưa review tại vì cửa hàng nó bề bộn quá, đang làm em muốn làm biến, em phải sạch sẽ gọn gàng mới quay mới xuống được. Xe này em đang giảm giá, USG đang giảm giá, mới về hai con này nữa nè, con Mazda 3 và bản Sport á, Rusuri á, cái mẫu nó đẹp lắm nha anh chị, mẫu đẹp, xe chạy 10 mấy ngàn cây á, cái mẫu đẹp kinh khủng khiếp luôn. Anh chủ xe anh mua 800 mấy á, giờ để lại thì em bán giá cũng hợp lý cho anh chị, con này em bán là 670 608 chứ, 608 rồi 67, 68, 68 8 còn bớt cho anh chị được nha, xe còn bớt có 10 mấy ngàn cây đó, rẻ hơn xe mới 100 mấy. Cái Avante đây em bán rồi, nhận cọc khách rồi, bám biển rồi. Elantra đây em chưa quay thì cũng có anh khách ở Bình Định anh lấy rồi, anh mua hộp của em cái xe Vios, bữa anh đã cọc mà anh bị F1 á, cách ly cái xong cái anh may mắn là anh lại mua được cái xe này, ngon hơn Vios gấp 100 lần nha, tùy thêm có mấy chục triệu nhưng mà ngon hơn rất là nhiều, phần khúc xe mà xe nó mới quá, nó thật sự rất là mới, đây nó chạy đẳng cấp hơn Vios nhiều. Vios là cái xe mà chán nhất, chán nhất, ít khi em thích mua nhưng anh chị chuộng em mua. Bọn em lên chai số động nhiều anh chị hỏi nè, thì xe này cũng tâm tình tâm sự thật luôn nha, xe thì rất là mới, 3 vàng 2 vàng 28.000, một chủ mua từ mới, xe này là một chủ mua từ mới anh chị, một chủ 2016 mua từ mới, đổi xe mới. Anh chị đây là cũng biết em qua YouTube mà em thì không ra Đà Nẵng coi được, nhờ anh em mất 5 triệu tiền coi á, mà về cái xe nó thật sự em lỗ, xe này bán lỗ, lỗ vì sao, vì nó bị ngập nước anh chị, nó bị ngập nước, cái xe nó bị ngập nước, ngập nước làm máy nha, thì làm máy lại hết, sau này em điều tra được thì làm lại máy hết rồi, thay mới hết, từ trong động cơ là piston miệng miết rồi thay mới hết, nên là gần như là cái máy đó gần như là máy đồ đạc linh kiện gần như là mới á. Thì rất là buồn, rất là buồn vì nhiều lúc mình đặt cái lòng tin nhầm chỗ và không hiểu như thế nào đó, không nói trước cho em làm em dính đòn cái xe này. Xe này thì em có giấy chuyển tiền luôn nha, em chuyển tiền là 440 cho cà phê xe em dùng là 5 triệu dở lên, cà phê là 5 triệu và chạy về này nọ tút tiết nè, cho tút hết bên hông, chạy trước em tút làm đẹp hết là 46 mấy, giờ em bán xe này 43 nha, lỗ 3 mấy triệu và bảo hành 1.5 năm, em là thường thường bảo hành là 6 tháng, nhưng mà riêng con xe này ngập nước nên em bảo hành 1.5 năm, và giá là giá đó anh chị được thì mua, không được thì thôi em để đó, chứ xe này có bán anh em thợ luôn nha, em thợ nào mà mua thì tới mua, nhưng mà nói giá rồi đó, cứ mua rồi như thế nào rồi thương lượng, mà mong sao anh em thợ bán thì cũng đừng lừa người ta, nói đây thì làm gọi là nó cực kỳ sắc sảo, không bao giờ mà ai biết được cái xe này làm máy rồi. Mà nhìn cái vô cái đường keo nè, nó cái đường keo nè, cái keo rin nó khác lắm. Cái đây phải chuyên nghiệp à, chứ không chuyên nghiệp tại vì cái mẫu xe nó mới quá, người ta tháo ra người ta làm trong hãng nên là người ta băng lại, người ta tháo ốc nhìn không biết được, nó thật sự nhìn không biết được, người ta chấm lại nè, đây là chấm giả nè, đây chấm giả nè, chấm giả niêm phong giả, niêm phong đây không biết hãng làm hay ai làm, rồi cái máy này thì làm rồi, máy nổ ngon, chạy ngon lành, em chạy thử thôi, nhưng mà thôi làm nghề mà dính là bình thường, nhưng mà miễn sao mình làm mình quay mình nói, chắc chắn cái xe này nói ra chắc khó bán, bán không được thì cứ để chân thôi, tại vì nó cũng mới mà, không có cho lính nó đi mua đồ cũng được, bây giờ biết sao, giờ mà bán cho anh em thợ ngoài Bắc em đi chào thì em nói thật sự em quê lắm, em không thích. Anh em thợ nào coi video thích thì mua thôi, chứ còn em một là mua bán cho khách, hai là để đó thôi, chứ còn nhu cầu tự tìm tới em, chứ em không đi mời chào lừa lọc mà đó, mang tiếng sau này chắc mất nữa đó. Xe thì đẹp lắm, nó thật sự xe ít có cái xe Elantra nào đẹp bây giờ, đẹp bây giờ,
mà không hiểu sao đây biển số đây. Anh chị chủ xe không biết như vì lý do gì mà không nói trước là mất công ghê. Thôi mình mua rồi thôi, không có chắc. Đó lỗi do mình mà, tại vì mua là mình xem, mình cho người xem chứ không phải là mình mua giống anh chị á. Anh chị mua em là anh chị chuyển tiền rồi này nọ, anh chị không xem hoặc anh chị xem sơ sơ, anh chị là người không biết gì. Đây chính mình nhờ thợ đồ những người biết mà dính đòn cái đó là lỗi do mình thôi, còn không trách chủ xe được. Họ có xe bán thì họ kêu thôi, còn do mình không hỏi. Lúc đó em quên hỏi mất, em hỏi xe có bị gì ngập nước hay là máy gì không thì có khi người ta cũng nói. Đây do không hỏi, do mình cũng không hỏi nữa thôi, không trách được. Xe đẹp vậy đó, về nhìn cái xe buồn ghê, xe đẹp mà bị cái lỗi đó, lỗi nặng quá. À, anh chị nào có xe gì mua bán thì liên hệ em nha. Hôm nay em quay review kỹ cho, hôm nay nó lu bu quá, tổng hợp vậy thôi. Có xe bán là nhớ liên hệ giúp giùm em nha. Em cần mua rất là nhiều xe chính chủ, anh chị lên đời đổi đời thì cứ đưa cho em sẽ cho người, gấp quá thì em sẽ nhờ người tới xem. Hai là em sẽ cho anh em thợ đi xem, thợ công ty đi xem. Và chính em và anh chị yên tâm nha, dù có như thế nào khi về tại cửa hàng em bán ra thì em sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng với anh chị. Tất cả cái trách nhiệm của em bằng lời nói thực tế trên video để đối chứng, hay là bằng văn bản cụ thể nha anh chị. Nên là anh chị cứ em mà sai sót anh chị cứ tới xử lý em bình thường, còn mà khách hàng mà bị sai với em thì em chấp nhận và bỏ qua hết, tại vì cái đó là mua bán. Nhưng mà có gì nếu mà tiện thì cứ nói cho em để em biết, để em biết, một là em bán giùm, hai một là em mua, hai là em bán giùm cho cũng được, nó cũng thoải mái trong lòng anh chị nha. Thì anh chị nào cần xe cộ gì cứ liên hệ 0979325679 hoặc là để lại những bình luận ở dưới để chia sẻ. Và anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông nha anh chị. Có nhiều anh chị hỏi ủa sao không thấy cái video của Toàn ra nhiều, anh chị không nhấn cái chuông á, cái chuông bên cạnh nhấn đăng ký, và anh chị phải nhấn cái chuông nữa. Anh chị nào không ra rành công nghệ thông tin thì có thể nhờ con cái hoặc là ai đó nhấn chuông nữa, thì những video nào mới ra thì nó sẽ hiện lên, nó sẽ thông báo anh chị nhé, để anh chị xem được đó. Cảm ơn anh chị rất nhiều, ngày nào em cũng ra video hết á. Rồi hẹn gặp anh chị là một showroom ngày gần nhất.